Rồi, cửa hàng Vi Cá xin kính chào anh em ha. Hôm nay bữa giờ cửa hàng em bận nhiều việc quá anh Thành, em nghỉ. Hôm nay em quay lại. Đó là lô hôm nay á, là em quay nào là lô nè, rồi máy rời nè và hàng thùng nữa. Đó, anh em mình đón xem ha, thể lệ buôn bán bên em là nói chung là điện 110. Hàng em không bao gì hết, chỉ bao ship thôi. Điện 110 nha anh em ha, với lại là hàng mù. Em xin nhắc lại là hàng em bán mù, em không bao một cái gì cả, em chỉ bao ship thôi. Và quan trọng hơn nữa là điện 110. Khi anh em mình mà xem trúng cái máy nào mà ưng ý á, thì anh em mình nhớ để ý mã số và giá tiền trên máy luôn. Đó, đây là em nói cho người mới vô xem thôi ha, còn mấy anh khách cũ á, thì lướt qua cho nhanh cũng được. Đó. Lát nữa em quay hàng thùng bên kia. Đó, cho nên anh em thể lệ bên em là mỗi đơn cọc trước 100. Cọc em mới đi đơn nhé, cho nên mình đừng ý kiến về cọc nữa. Bé thư ký á, bé không biết nói sao, tại vì hôm nay á, là em yêu quay video cho nên là bé thư ký mới chốt hàng, nên anh em mình cái gì thông cảm ha. Rồi bây giờ bắt đầu là em quay luôn. Rồi cho máy vô đi quý vị. Rồi em quay máy một con trước, lát nữa quay hàng lô sau. Nói chung là hàng em bán mù cho nên là em không có cắm điện, không bao đồ đâu nha. Ấy dây điện qua đây em. Đây, con cắt gỗ bàn. Gỗ này có bàn luôn, lưỡi này 160. Dây điện đầy đủ. Còn cái bàn này là kim con máy nữa là 10 kg á. Lưỡi này hơi bị xét nha, về nhà mình dùng tạm thôi, chứ không có chắn lưỡi đồng hàng nè. Dây điện ok, dây điện có phích cắm này nọ dài to luôn. Đó, cái bàn nó hơi bị chinh cho nên anh em mình về gò lại ha. Đó, nó bị chinh như kiểu như bụng chữa, nó còng vòng ở trên đây nè. Với lại cái đế nó là hai cái này nó bị húp vô, mình gò lại đế nè. Nói chung là máy là ok, bàn cũng ok rồi đó. Cái nào lấy máy hết, ngay đây nó cũng hơi bị y như là lưỡi nó chém á. Anh em mình về gò ha. Bao nhiêu? 465. 465. 550k cho một em này luôn. Đó, em quay bàn thì ok hết ha. Máy cũng đẹp luôn. Lưỡi là 160 đến 180. Em coi công suất ha. Ôi. Nó mờ quá em không thấy được cái công suất của nó luôn. À, 860W. Đó, công suất của nó đó. Rồi ok, mã 465, 550k. Rồi tiếp tục tới cưa xích. Bốn sáu sáu 200k, có nắp nhớt này, có trắng này. Em coi công suất nè, rồi công suất nó không thấy trong đây luôn, tem này nó không có công suất. Hàng Toshiba đó, em quay như thế này nên mình coi con này nhìn nó đẹp nha. Lưỡi nó chắc chắn luôn, lưỡi thì em thấy sáng nè. Hai găng tay của em yên luôn, dây điện phích cắm đầy đủ. Ở trong em này đẹp, nó bị bể ngay đây anh em nha, nó bị bể mà lỡ mất miếng như này. Đó, con Toshiba này nhìn ngoại hình nó thì đẹp lắm, dây điện phích cắm đầy đủ. Con này 2,5 kg, 466 200k. Rồi giờ mình tới một cặp. Sao quay con 467, 350 cho một cặp này luôn. Một con thì có lam xích đầy đủ, còn một con thì cũng có nhưng mà nó bị rời ra. Anh em mình về nhà anh em mình kết cấu vô ha. Con này không có trắng nè, con này có trắng, con này ribi có trắng nhưng mà nó bị cong rồi. Còn cái con màu vàng này là nó bị hở một khúc này, về nhà anh em mình làm lại. Dây điện hơi xấu anh em nha, nối được cái vô nhau rồi. Nắp thang đầy đủ luôn nè. Rồi cò kiết đầy đủ. Lam nó cũng hai găng tay em á. Rồi con kia, con này cũng dây điện đồ đầy đủ luôn. Lam này găng rưỡi thôi nha, lam này hơn găng thôi chứ không tới găng rưỡi em nữa. Có nắp nhớt nè, hàng ribi. Nói chung em không có thấy được công suất là em không có đọc công suất rồi anh em nha, tại em không có đọc lung tung á. Rồi mã
467 350 cho một cặp này luôn. Rồi hút bụi. Một con duy nhất trong video rồi luôn. 468 ha. 468 200k hàng Panasonic. Kết cấu bên trong của nó là như thế này. Có công suất được không anh? Có dây, có hút, có này nọ các kiểu đủ thứ luôn. Đây em quay cái tem dưới anh em mình xem. 640W 6.0. Này nó để ký nè. Này 6.0 là 6 ký hả hay 6 lạng? Điện 100V. Ở trên này thì để 1000W, ở dưới đây 640W. Đó em quay vậy anh em mình tự xem luôn ha. Nói chung là hàng em bán mù. Còn cái cây này là nó bị gãy ở đây. Nó bị gãy ở đây, nó chụp. Có dây hút này nè. Một con hút bụi duy nhất luôn. Mã 468 200k. Rồi quay đi anh. Okay. 469 250, con này 6 kg luôn á. Này là lưỡi cắt gỗ nè, một cũng 160 á. Quát nó đâu. Đây 1240W nha. 1240W. Hàng con này nhìn nó đẹp lắm. Cò kiết đồ ok luôn. Thang thiết, nắp thang đầy đủ ha. Cốt cứng không anh? Cốt nó hơi bị cứng anh em ơi, mình về mình vệ sinh lại. Đó, nói chung là nó nhìn nó đẹp. Dây điện độ ok luôn, dây rinh của nó từ trong ra ngoài luôn. Ổ phít cắm của nó đây. Con này đẹp nha. 469 250 cho em nó luôn. Mã 470 250, này đá mài. Cốt nó cũng mềm nha. Cốt nó êm á. Chân cẳng nó. Nói chung là con này em thấy cục motor thôi. Ốc vít đồ. Em thấy nó y như một cục sắt thôi. Dây điện đồ đầy đủ. Kết cấu nó là em nhìn vô em không biết nói gì luôn, mạt tem tiết rồi cái gì cũng không còn hết. À, mình xem hợp với lại cái công việc của mình làm mình chốt ha. Mã 479. 470. Ủa, 470. Cái này 470 nha, cái này nó gạch. 250k cái mã 470, 250k. K luôn. Cũng một cục mài hai đá mà nó trơn trụi lắm. Rồi. Cái này nó mất cái tem nó rách như thế này, em quay sát anh em mình tự xem luôn, em đọc nó công không đúng nữa, số rồi nó không công tắc mất nè, nó rớt vô trong công tắc, nó rớt vô trong rồi. Đó. Này là không có đá, không có trắng đá, không có gì, nó chỉ có dây điện thôi. Bên này có một đầu trắng đá thôi, nhưng cái kẹp lựa đá thôi, còn cái trắng đá không có ha, bị mớp ở dưới này anh em nha. Cái này nó chỉ y như một cục motor thôi. 471 250k. Rồi. 472 250k. Cũng là con mài hai đá luôn. Hàng Toshiba. Công tắc đồ đầy đủ nè. Hàng Toshiba máy mài mini. Bên này có trắng đá nè, có kẹp đá nè. Bên đây thì hả không có trắng đá. Nó như cái này không phải đá, cái này là miếng mút nè. Miếng trà miếng mút. Con này cũng 3 kg, có công suất. 1.25A. Này 1.25A anh em hả? Rồi em không thấy nó để quá luôn. Đó em đọc A rồi anh em mình quy ra.
dây điện đầy đủ, đế đẹp luôn. Rồi con này nó hình thức của nó là đẹp đó. Rồi mã 472 250k cho con máy mài 28 mini. Rồi. 473 350k. Này cái gì vậy? Rồi cái này cái gì em không biết luôn. Ba cái rửa. Em quay ngoại hình cho anh em mình xem nha. Rồi bị bể bên này. Em quay tem mát nè. Em nhìn em cũng không hiểu gì luôn. Rồi, bể nứt. Đây em quay cái này anh em mình nhìn thử biết cái này sử dụng cho cái gì. Em quay sát tem sát mạc cho anh em mình xem luôn ha. Nói chung là con máy này không biết sử dụng gì. Dây điện là dây nối nè. Nó có đế bàn, có này nọ các kiểu rồi. Hình thức nó là như vậy. Mã 473 350 cho cái em màu đỏ này luôn. Bốn bảy bốn ba trăm rưỡi máy mài hai đá, gãy tay anh em nha, gãy tay, dây điện không có nè. Rồi ở dưới nó là nó không có dính vô máy, nó rớt ra như thế này. Nó không có cái mặt đế, nó bị bể này luôn đó, bể này. Bốn mất một chân nè, mất bốn ốc nè, còn một bên đá. Bên này có kẹp đá luôn nhưng mà bị mớp cái này. Em coi công suất. Rồi công suất như thế này là em nghỉ chơi, nghỉ đọc luôn. Đó. Cái này là em thua rồi. Anh em mình tự nghiên cứu luôn ha. Mất công tắc nè. Đây công tắc nó rớt ở dưới này luôn rồi. Nói chung là em nói mất công tắc đi. Giờ nhà tiệm có rồi. Không phải. Mất công tắc rồi. Nói chung là em nói là hình thức nó là như vậy. Bể cái tay cầm này. Là bể cái một chân, đế chân này, còn một bên đá. Mã 474 350. Rồi 475. Hai trăm k luôn. Này là cái gì anh? Motor. Này là motor. Chín mươi cho đến 130W. Đó, em thấy nó gạch chéo em kêu đến thôi nha. Tokyo da băng hả? Rồi. Rồi nó một cục xanh lè luôn. Rồi dây điện đầy đủ một cục xanh lè luôn, với lại cái này nó như cái này nè. Này là motor nó bị bể ở sau này. Nó bị bể ngay cái nắp chụp cánh quạt nhé. Mã 475 200k luôn. Toàn bộ là em bao ship thôi anh em ha. Hàng là em bán mù. Cái trên này bị bể phải không? Cái trên này bị bể nè. Nói chung là cũng cục motor dây điện không có. Quay thông số anh em mình xem ha. Cái này là cái gì bể? Mất cái đế chân. Nó bể mất cái đế chân nè. Ok. Rồi, nó chỉ một cục màu xanh như vậy thôi, không có gì để em nói luôn á. Cục này là 2,5 kg. Mã 476 200k. Bốn bảy bảy 200k cũng một cục luôn. Bỏ xuống anh coi cái bể không? Nút bấm đầy đủ nè. Này là anh gì không biết luôn. Rồi, cục này là cục gì em không biết luôn. Ở trong anh dựng đứng cái này lên đó, hình thức của nó là như thế này. Em không biết sử dụng cho cái gì. Ở trong nó có, ở trong nó quay nè, như nó có cánh quạt. Không phải cánh quạt đâu, cái gì vậy? Nói chung là nó lũng củng ở trong á, em không biết nó là cái gì đâu nha. Đây, cái này em thấy cái số nè.
Đó, em quay sát cho anh em mình xem biết cái gì luôn, cho em nhìn lại em không biết cái gì đâu. Nó bị lung lay cái chỗ này anh em ha. Rồi, nó bị lỏng ốc. Rồi mã 477 200k luôn. Bốn bảy tám hai trăm rưỡi. Điện 100V 29W hả? Này em thấy chữ ấy mà không biết phải không, 29W sao á. À, này nó có cái vòi vòi ra nè. Ở trên này là hình thức của nó như thế này. Có công tắc công tiết luôn ạ. Em có con này nó có dây điện ổ phích cắm đầy đủ luôn anh em ha. Rồi, nó không có cái gì để em ấy cho. Rồi bụng nó đây. Nặng 6kg thôi. Rồi, cục này nặng tới 6kg luôn á. 478 250. Rồi đi em. Ba trăm rưỡi đầm giường hả? Đầm bê tông anh em nha, cò kiết đầy đủ nè, có dây điện nối, dây nối anh em nha, có phít cắm đầy đủ luôn, không bể vỡ, có nắp thang không? Có. Có nắp thang ok luôn. Hình thức của nó là đẹp đó. 479 350 luôn anh em hả? $480 250k. Dây điện đầy đủ, dây điện rin. Này nó có hai đầu dây ra luôn anh em. Đây. Này là dây cắm vô. Còn này là ổ phích cắm. Lấy này cắm vô kia. Là hai dây. Nó tự chạy mình chạy đâu. Rồi nắp thang đầy đủ luôn nè. Đây là cò kiết của nó nè. Về mình tự nghiên cứu cò nó đi. Này có công suất gì không anh? Nãy giờ em không thấy được cái chỗ nào có công suất luôn á. Mất tem mất tiết rồi anh em nha. Con này có điều tóc này nọ các kiểu luôn. 480 250 mấy cắt đơn vị lưỡi. Cái lưỡi nó nè. Mang vào tay không quay được luôn. Nó cứng rồi anh em ạ. Nó cứng rồi, không quay được. Rồi. Nó cắm đầu kệ nó đi. 480 250k đi luôn. Bàn đạp. 481 180k bàn đạp anh em nha. Đồng. À đạp cho. Chán dễ sợ chán. À, nó đạp êm nhẹ. Dây điện thì nối rồi mà còn không có đầu cắm nữa anh em ha. Nối chỗ này. Đó, nó chấp nó nối không có đồ cắm luôn. Trời em tưởng nặng. Có lò xo nè. Này 2kg. Rồi, hình thức nó là như vậy thôi. 481 180k tem nó mất tích rồi. 482. Không có dây điện luôn, 650k. Bể chỗ này nó lồi motor ra luôn. Mất nắp thang. Cò độ ok 450W. Còn lưỡi đâu còn bị xét về nhằm vệ sinh lại ha. Hiệu Orama gì nè. Cái hiệu của nó là gì Orama nên em đọc theo tiếng Việt luôn á. Rồi kìa. Bể nứt bể chỗ này anh em nhé. Em đọc rồi. Nứt bể chỗ này. Quá ra đập rồi. Rồi. Không có dây điện nứt bể. Bể đây. Bể đây.
Con này 7kg luôn, 482, 650 một con này. .483 200k, cộng dây điện thấy ham luôn. Dây điện nối có phích cắm 530W, có nắp thang bị liếm mất miếng ở đây, liếm mất miếng ở đây anh em nha. Có tay cầm đầy đủ cò, ok. Nói chung là dây điện nó dài lắm luôn á, nối nhưng mà nó dài lắm nha. Mình về nhà mình cũng tận dụng được luôn á. Rồi 483 200k. Con thổi lò, phải không? Thấy không? Thổi gì đó, hình như con này là con thổi đó. Cái này nó có bầu hơi, em không biết nó đại nha. Dây điện có phích cắm đầy đủ. Tem này nó không mất nhưng mà 100W. Mình thấy 100 nè, watt nè, mà không biết phải không nha. Rồi. Không thấy bể chỗ nào đúng không? Không bể. Nói chung là em không thấy bể chỗ nào đâu nha. À, nó cũng có chỗ nó mớp nè. Mớp. Chân cẳng cũng đầy đủ nè, công tắc nè. Công tắc nhẹ luôn. Con này 6,5kg luôn á. Nó có cái hơi này nha. Em không biết nó là xài cho cái gì luôn. Em nãy em tưởng nó là cái máy quạt mà em không thấy cái đầu ra. 484 200k cho em nó luôn. Bao ship anh em ha. .485 300k. Con này mới là thổi nè. 60 trên 60W. Rồi tem nó là chỉ như thế này thôi. Đầu chập gió đầy đủ nè. Thiếu mất ốc ở đây không? Chân chẳng ok nè. Nó cũng thiếu ốc. Nói chung là nhiều con nó thiếu ốc, em không có để ý là nhiều con. Con nói dây điện này về nhà mình vệ sinh thay dây điện khác luôn nha. Con này là con thổi đó. Cánh quạt quay luôn. Quạt quay nhẹ luôn. Nó quay như đó thôi chứ ngày này nó không có quay. Không thấy. Rồi. Hình thức nó là như vậy luôn anh em ha. 483 300k cho em nó luôn. .486 400k. Dây điện đầy đủ. Có phích cắm luôn. Con này 5A, không thấy để chữ 5A chứ không thấy công suất nhé. Rồi. Nó mất mạc, mất tem rồi. Cắt tôn, phải không anh? Cái này cắt tôn. Hiệu của nó đây anh em ha. Giờ là này nắp thang hả? À, mũi của nó nè. Lưỡi của nó. Này còn. Lưỡi còn. Rồi ok, nói chung là hình thức nó là em nhìn thấy nó đẹp đó. 486 400k. Hàng bao ship. Bán mù anh em ha. Coi kỹ giúp em ạ. À. Rồi ok. 486 400k. .487 200k. Dây điện đầy đủ. Không có phích cắm anh em ha. Dây điện này không có phích cắm đâu. Về nhà mình đổ phích cắm. Nắp thang còn 530W. Không có tay cầm. Không có tay cầm này. Chỉ có tay này thôi. Cò kiết ok. Rồi. Đấy nó nhẹ luôn. 487 200k em nó luôn. Đúng rồi, 88.
488 800k. Dây điện rinh, dây rinh nhưng mà không có phích cắm anh em nha. Đây là tiếng Nhật, ai từng đi Nhật là đọc công suất à. Rồi 200W. Đó, em quay như thế này anh em xem, 5,5 5,5 đúng không? Đó, mũi nó nè. Xoay nhẹ luôn. Cảo gì á? Con này em không biết con gì á, nghe nó con cảo mà không biết phải không. Rồi, bay ok rồi ạ. Không mớp méo không gì hết. Này 488 800k cho em nói luôn bao ship anh em ha. $489 1 triệu, hàng ribi bể cho nè. Cưa lộng bàn, motor còn đầy đủ, lên xuống độ ok luôn. Không coi tìm. Không thấy quát luôn, em quay anh em mình xem ha. Bên này á, motor nè ok nè, chân đế đồ cũng ok luôn em ha. 21 kg. Cục này 21 kg luôn, dây điện đầy đủ, phích cắm đầy đủ luôn. Đây em quay cái tem này đi. Hàng Ryobi. Rồi bên này cũng thấy quát luôn. Thấy 1.6A, 1.61A, 1.58A. Đây 150W, 130 đến 150W. Nó bị sét anh em ơi, giờ nhà mình vệ sinh lại nè. Cái này thì hơi bị cong. Bể cong. Bể này cong này. Vàng rồi nhìn cũng ok đó nhưng mà bị sét thôi. 489 1 triệu cho con Ryobi. Cơ lòng Ryobi. Rồi ok. Đây. Giờ lấy phụ tùng anh em ha. $490 600k. Con này 12 kg, không có dây điện thang, nắp thang đầy đủ. Con đúc lõi bê tông. Này nó như ống nhòm vậy. Nó thông này qua kia luôn à. Không có tem mát gì luôn á. Tem mất hết rồi. Tem mờ mất hết rồi, em không có đọc được công suất anh em ha. À, em chỉ quay được cái ngoại hình của nó thôi, bể vỡ như thế nào. Này nó các kiểu thôi. 12 kg. Con này 12 kg, này là SC148. Đó. Em chỉ đọc được vậy thôi, không còn gì để em đọc hết á. Rồi mã 490 600k. Này thiếu mất ốc dưới này anh em nha. Giờ nhà bảo em ốc này đâu có. Ủa này không phải ốc. Ờ nó lục giác mà. À, lục giác đủ, ở trong. Đủ, nó đủ rồi. Ok. 490 600k cho em nó luôn. Rồi đây. Này điện ba pha hả? 491, con này là máy cắt điện ba pha luôn anh em nha. Nó có chắn lưỡi nè, có tay cầm nè, có kẹp lưỡi nè, dây điện bao to bao dài luôn, có phít nè, ổ phít nó nè, một phít hả anh? À, một phít hả? Một phít dây dài như vậy luôn á, điện ba pha anh em nhé. 5,5 kg. Cục này 5,5 kg, dây điện nó nặng hơn mấy luôn á. 491 300k, dây điện nó rất là dài và dày luôn. Rin luôn. Dây rin của nó luôn, từ trong ra ngoài luôn, bao rin luôn. Bị cong chỗ này chút anh em ha. Rồi đây 491 300k cho em nó luôn. Được. 492 250 cho hai con. Hai con này đều không có dây điện nè, con bot.
Rồi con này không có tem mác bể chỗ này anh em nha. Đó, bể sau nè. Nó trông bị hỏng nè, bể nứt nè. Về nhà mình lấy phụ tùng hoặc là mình vệ sinh lại mình xài cũng ha. Nói chung đầu cổ nó như thế này. Em nhìn em cũng không biết là thiếu hay đủ cái gì nữa. Đó, một con. Rồi, một con. Này nó không có có tem mạc gì luôn. Makita. Hàng Makita. Đây, tem đây. 580W. Đầu chạy, có tay cam nắm đầy đủ, không có dây điện. Ra vô bình thường luôn nha. À, được rồi anh. Rồi, em đâu. 492 250k cho hai em này luôn ạ. $493 cho em nó luôn, dây điện rin. Con này 21kg dây điện không có phích cắm anh em hả? Dây nè, không có phích cắm. Này em vặn con nè. Anh vây quay như này. Còn này nọ nói chung em quay như này anh em mình xem ha. Chứ bây giờ em không biết là trong nó cái lưỡi nó như thế nào để em biết coi luôn á. Quay vào đây. Nói chung ngoại hình nó là đẹp đó. To, nặng, rinh, đẹp, mắt ốc nè. Phải không? Rồi, này ốc nhức ra. Em thấy nói chung em thấy con này phải ốc không? Không phải đâu, đây. 2200W luôn anh em ha. Rồi. Nói chung là vậy em biết cái gì để em nói không? Em nói hồi nó đi từ lưa luôn á. 493 850k. Ồ, sao vậy, rất nặng á. Nhớt. Bơm mỡ. 494 180k em bơm mỡ. Không có dây điện. Mất dây điện nè. Dây điện có mà có dây xích. Nhẹ luôn. Makita. Hàng Makita con này là cái máy cưa lọng nè. Đúng không? Để vô người ta bơm mỡ. À, người ta chới, người ta đổ anh em hờ. Chứ cửa hàng em là lính không có biết đàn đâu. Cái thấy là lạ nói tụi em đổ chết luôn. 494 180k cho em nó bao ship anh em nha. Ba con luôn. $495 600k ba con, một con thổi bụi thổi gió, một con bào, một con không bót. Tay chân đầy đủ 6.0a. rồi 6.0a không thấy quát anh em nha. Không có dây điện, đầu cổ ra vô, đầu cổ ok nè. Okay. Này là không búa hả? Không búa. À, này nó có búa anh em nha. Đó, em vặn. À, vặn cái nút đỏ, bấm nút đỏ vặn được không? À, đây em coi nha. Rồi, không có gì để coi luôn. Đó, rồi, tiếp con thứ hai mấy bào. Bào mini anh em nha. Anh xoay lưỡi cứng hả? Rồi, lưỡi bị cứng nè. Để thế nào? Lưỡi cứng. Đó, đợi xuống. 6A luôn. Con cục này là 6A. Vệ sinh rồi. Con này vệ sinh lại anh em nha. Dây điện không có luôn. Đó, ngoại hình nó vậy đó. À, cái tên nó là Tova. Mini. Bào mini. Lưỡi cứng, không có dây điện. Rồi, qua thổi đi. Dây cơ ro đầy đủ, chụp cơ ro đầy đủ luôn. Máy thổi thì có dây điện, vít cắm đồ luôn. Hàng Ribi 370W.
rồi mã 495-600k cho ba em nó luôn anh em ha. 495-600k. Bốn chín sáu ba trăm rưỡi cho hai con. Cưa lọng, dây điện, rinh, ổ phích cắm đầy đủ. Này điều tóc phải không? Có điều tóc luôn em nha. Lưỡi nó mất cái đầu kẹp lưỡi phải không? Nó mất cái gì ở đây? Mất cái đầu kẹp lưỡi anh em nha. Mất cái này đó, em thấy mất đó. Công suất 5.5A 520W. Này là cái gì? Giống cưa kiếm nè. Này cưa hình như là cưa kiếm anh em ha. Nhưng mà mất cái đầu, mất cao su hay mất cái gì đó, nói chung là cái này là em thấy nó thiếu á. Dây điện đầy đủ, phích cắm dây rinh luôn. Công suất không có luôn. Em bao công suất luôn, công suất em không thấy gì luôn. Bao không thấy á, chứ không phải là bao. Có điều tóc luôn. Dây điện thì bao rinh luôn. Mã 496 350 luôn. Cho hai em nó anh em ha. 496 350. Bốn chín bảy 250 cho ba con luôn. Này là con Makita 850W. Đó, anh em mình nhìn thông số giúp em ha. Con này không có dây điện ha. Rồi đầu cổ ra vô luôn. Con đục luôn hay là con ha? Cái đảo chiều rồi. Nói chung là nó là hàng Makita đầy đủ, chỉ thiếu mỗi dây điện này nọ các kiểu, em không biết là có ấy hay không. Rồi tiếp tục con lọng có dây điện đầy đủ nè. 3.0A. Rồi, rách mắt luôn. Lưỡi liếc rồi đây, quay. Xem ha. Rồi tiếp tục tới con gì đó. Ủa, anh biết ạ. Anh biết. Đúng. Anh 550W cho con này luôn. Nhưng mà em không biết con này là con gì luôn á. Dưới màn ủi dữ. À, nó có nút bấm nè. Dây điện không có nè. Nói chung là con này không biết là nó là cái gì luôn á. Rồi 497 250k cho ba con này luôn. Đây. Bốn chín tám 400k bào với lại cưa lọng, hai con đều có dây điện đầy đủ. Cưa lọng hàng Makita, cái bàn của nó bị cong anh em nha. Còn cái chắn lưỡi luôn nè. Rồi, em quay sát anh em mình xem đủ thiếu gì á, xem giúp em ha. Đây, em đặt công suất 310W. Đó. Có dây điện rút rồi đầy đủ. Rồi bào tiếp tới một con bào dây điện, ổ phích cắm ok luôn. Mất cái nắp chụp caro nè. 430W luôn. Cũng bào mini luôn. Lưỡi em nhìn thấy sáng lắm. Mỉ ngay đây nha anh em ha. Tiếp anh, quay tiếp. Rồi mỉ, lưỡi bị mỉ nha. Mất nắp chụp caro. Rồi bào. Dây điện này dây điện nối anh em ha. Dây điện của con bào là dây điện nối. 498 400k hai con. Bào và cơ lọng.
499 400k 3 cục. Con kia 3 con nữa mà 3 cục. Con này như là cái cắt vải à. Giống lưỡi cắt vải đi. Còn lưỡi cắt luôn anh em nha. Còn lưỡi luôn. Đó, ở dưới này nó bị ấy rồi nha, bị móp méo này nọ các kiểu rồi, không có dây điện luôn nha. Rồi con xúc à, rồi mờ lắm, em không thấy được con xúc của nó luôn. Một con rồi, này một cục luôn, dây điện không có, bể chỗ này anh em nha, bị nứt á chứ không phải bể đâu. Nắp thang đầy đủ nè, công tắc nó đầy đủ nè. Cục này cục gì em không biết luôn, nó có chỗ đo luôn á. Như này nó bỏ mấy mài, y như mấy mài ấy nha. Rồi cục kia cưa bờ lắc đốc cơ, con này con cưa công suất 400W. Công tắc bị cứng, dây điện không có, ba con đều không có dây điện luôn. Rồi, này như ở dưới này có gì nữa em không biết luôn nha. Hay là nó chỉ vậy thôi em cũng không biết nữa. 499 cho ba con này, 400k. Mã 500. 500 250 với hai con. Cưa lọng Makita. Phải không ta? Cái này Hitachi hả? Hitachi á. Nó một Makita hay Hitachi thôi, cái màu này. Công tắc đầy đủ. Rồi, em không thấy chữ quát thì em không đọc đâu nha. Nắp thang đầy đủ, không có dây điện nè. Trắng lưỡi. Có cái này là cái gì á, điều tóc hay gì á? Không phải luôn. Nói chung con này không có dây điện, tem mát đồ bị chóc hết rồi nên là em không có đọc được nha. Nó bị xét đế nè, bể trên này. Rồi tiếp tục, con khoan có tay nắm đầy đủ luôn. Em đọc công suất trước, 520W, dây điện không có chui, công tắc đầy đủ. Em vặn ra vô được này nhưng mà không biết nó như thế nào, mình thấy nó bị xét á. Về nhà mình coi ha. Con một chiều hay hai chiều rồi em cũng không biết luôn. Này một chiều. Ra vô được á. Rồi đầu ra vô được. Ok, bỏ hai mã. Con này con số nãy đọc rồi đúng không? 520W anh em nhé. Mã 500 250k cho hai con luôn. 501. 450 hai con, máy thổi và bào. 900W. 900W luôn anh em nha. Này máy thổi nè. Thổi Makita. Không có dây điện. Như vừa thổi vừa hút sao cái hai đầu nè. Mất nắp thang. Mất nắp thang anh em nha. Mất hai cái nắp thang luôn. Đầu chui. Đó. Rồi, tiếp nữa con bào. Bào mất luôn cái nắp chụp caro ốc cong. 5A. Công suất không thấy. Rồi có bể này anh em nha. Rồi quay ra. Đây. Rồi còn lưỡi anh em nha. Nói chung nhìn lưỡi nó cũng còn được đó. Mình giờ mình xài tạm thì được. Lưỡi sáng lắm. Lưỡi sáng. Cái này mình về mình vặn ốc lại nha. Rồi, motor đều đầy đủ, không có dây điện luôn nhé. Rồi hai con 501 450k. Năm không hai 350 hai con. Hai con này không có dây điện ạ. Con bào Makita 480W, bào mini luôn.
đầy đủ, nó cò này nọ các kiểu đầy đủ, lưỡi lưỡi thì hơi hơi xét nha, cứng luôn. Lưỡi lưỡi bị cứng, mình về mình vệ sinh lại anh em ha. Vệ sinh lại, xe rồi bãi vô là nó chạy à. Nói chung là nó cũng đầy đủ đó, nhưng mà nó chỉ thiếu dây điện và nó bị cứng đầu thôi. Cái đầu nó cứng lắm. Này cũng bị cứng luôn, có tay nắm đầy đủ nè. Vệ sinh là được. Kệ nó đi, mình cứ nó cứng thôi. 580W, nắp thang đầy đủ, không có dây điện luôn. Nút cò, nút cò ok. Điều này là cái nút gì đó, em không phải điều tốc hay sao? Không phải. Không có dây điện luôn, hai con. 502, 350k cho hai con luôn. Ôi. 503, 450k hai con luôn. À, một con máy thổi ri bi bị bể chỗ này anh em nha. Máy thổi ri bi bể nè, dán băng keo nè. Dán băng keo nước ngoài hay dán sao người ta dán kỳ cục kẹo ta. Rồi công suất con xiết rồi đâu đây, 900W luôn, không có dây điện. Bể chỗ này, bể cái chỗ mà bọc cái bọc đựng rác á, đầu ra đầu vô. Nói chung là bể lúc lắc cái cục này luôn anh em nha. Công tắc thì vẫn ok luôn. Đó, về nhà mình đổ hoặc là mình lấy phụ tùng. Rồi, tiếp tới con Makita. Công tắc. Cái nút này đảo chiều phải không? Đảo này cái gì? Con búa hả? Con búa hả? Này con búa có tay cầm đầy đủ. Rồi. Đục hay búa? Nói chung là em thấy cái hiệu này em biết phải con búa hay con đục luôn á. Con búa. Có búa nha. Hồi nữa là nó không có gì luôn á. Chập nữa là không có gì luôn. 620W, hàng Makita, con này là có dây điện rin. Ok, con này đẹp luôn anh em ha. Rồi, mã 503 450k cho hai em đó luôn. Không, 350k hai em luôn, một con thổi, một con Makita. Con Makita này không có dây điện nè. Cò kiếp ok. Này như là có cái nút này. Này có búa này. Ừ. Công tắc đảo chiều đi. Có đảo chiều luôn anh em ha. Đây. 800W. Đầu bị cứng. Cứng không? Không. Cái đầu không bị cứng nha. Đầu ra vô được. Đầu ra vô ok, không có dây điện. Cái phần này bị xấu anh em nha. Chạy chóc chạy thôi. Rồi thổi bụi. Bể nè. Bể nè. Này cũng bị liếm vài chỗ luôn anh em ha. Nói chung thổi bụi này nó cũng bị bể lung tung á. Mã 504 350k hai con luôn. Nó kêu nó dọn bãi. Làm đi chứ đợi gì. 505 Makita. 350 cho hai con này luôn, bào và bào có dây điện rin luôn em ha. Dây điện phích cắm dây đẹp luôn. Có dây bọc caro luôn. Không có tem mát gì luôn. Có mang bao tay không xoay được. Bào lưỡi không được ấy. Lưỡi ok anh xoay tiếp. Hai cái lưỡi rồi. Rồi lưỡi ok. Nó bị xét anh em ha. Rồi con này không có tem mạc nên thành em không đọc được công suất này. Có cái này 6A. Con này là 6A anh em nha. Đó, em chỉ thấy được 6A thôi. Dây điện đầy đủ. Rồi con không có dây điện. Makita. Có đục ra vô này sao.
Có búa. Có búa luôn 660W. Không có dây điện. Đầu cổ okay. Đầu cổ ok luôn, về nhà mình vệ sinh lại anh em ha. Có bể vỡ nha. Rồi. Rồi ok, chỉ thiếu mỗi dây điện thôi anh em ha. Hai con, bào và con. Con búa. Được rồi anh, mình bấm mua vào. 505 350k. À giá vậy. Em biết ạ. Không ăn luôn ạ. 506 500k. Lát nữa nhưng mọi người dán lại giùm em nha. 506 500k cho ba em luôn, một bào, một gỗ, một thổi bụi. Bào không có dây điện nè. Rồi. Kết cấu nó như thế này để em coi công suất coi. 6A. Có để A là nó không có để ấy ha. Cơm ngay chân đó. Rồi bể ngay cái nắp chụp caro luôn nha. Nứt, bị nứt. Không có dây điện. Lưỡi. Em đang cơm nó đi. Quay lưỡi anh. Lưỡi hơi cứng hơi rít nha anh em ha. Nhưng mà lưỡi vẫn ok, nhưng mà hơi cứng hơi rít, em quay không coi được cái lưỡi bên kia. Được rồi anh. Rồi. Cắt gỗ, lưỡi 160. Dây điện. Phích cắm đầy đủ. Này cái đầu nó bị mớp vô. Bốn chấm năm a. Rồi không thấy công suất luôn. Còn lưỡi đồ đầy đủ, con cắt gỗ này là còn đầy đủ luôn anh em ha. Đổi xuống dưới này nè. Rồi không mỉ một răng nào luôn, đẹp luôn. 406 tiếp máy thổi. Máy thổi Ryobi không có dây điện anh em nhé. 6.6A. Như để A là không để watt nha. À 630W nè. Thằng Ryobi nút. Nút cò đầy đủ không bể nè. Mã 506 500k cho ba em nó luôn. Rồi bây giờ em hết máy rồi, bây giờ em qua hàng thùng. Máy trong thùng, thùng trong máy nhá. 507 250 nha thùng này. Máy khoan. Hàng Hitachi. Nó sơn xanh lè luôn, dây điện. Rinh, ok, có phích cắm luôn. Rồi công suất tem mạc mất tích luôn. Nó sơn cái thùng, cái con máy với cái thùng cùng màu luôn, tông xịt tông luôn. Đầu của nó này. Con này là cái đầu nó sử dụng gì em không biết đâu nha. Anh em mình xem, đó nó không có xoay được, cái này nó dính chùm nhau. Rồi. Năm không bảy 250k khó quá em bỏ qua luôn. Năm không tám 150k cho thùng màu cam. Rồi bắn đinh cuộn luôn. Rồi móc tem mạc luôn, không có công suất luôn. Còn còn như thế này. Đó, quay như thế này. Đinh nè. Cái thùng đó mình về nhà mình đựng đồ nghèo vẫn ok luôn ha. Mình cắt cái này ra mình đựng thôi. Đó, đó nó, hình thức nó là như vậy thôi. Không còn gì hết. Bây giờ muốn khó không? 508 150k cho thùng hơi. Ừ. 509 600k máy đục. Dây điện rin luôn. Rin dài luôn. Thùng dày đựng đồ nghề luôn, có tay cầm luôn. Rồi, quay em quay con máy cái. Kêu cô em. 760W. Con đục này là 760W. Nắp thang đồ còn luôn. Không có tay tay cầm đây nhá. Mũi nè. Thấp thấp xuống anh.
Nói chung đầu kẹp mũi này nọ cái kiểu biết mũi nhiêu không. Rồi, cái này em không biết mũi nhiêu luôn, không có vi nhà thành em cũng không biết luôn. Em đo bằng công nghệ luôn. Rồi, mã 509 cho em mấy đục này, không bể. 509 600k cho em nói nha. Em đi mà. 510. 600k. Đục Hitachi. Phải không? Đúng rồi. Này, trong đây nó có mũi nè. Có mấy cái mũi. Có tay cầm, có đồ nghề. Nói chung trong thùng nó có gì em cho đi cái đó luôn, chứ em cũng chẳng lấy ra hay là bỏ thêm vô cái gì hết á. 100V. 1050W dây điện thích cắm đầy đủ. Đây kia đó. Đó, cái đầu nó như thế này. Cái viết nó em đo như thế này, em đo bằng công nghệ luôn anh em mình xem độ đầu thôi, chứ giờ hỏi mũi em cũng biết mũi nhiều luôn. Rồi bỏ ra đi anh. Nhiều mũi lắm, 2-4 cái mũi, một cây cầm và đồ nghề nữa, dây điện phích cắm luôn. Rồi hình thức của nó là như vậy. Mã 610, 600k Hitachi. 611, 600k luôn. Có tay đồ đầy đủ luôn. 511. Đây là 510, đây là 511, không phải 611. Rồi, mới 511 thôi anh em nha, em cho em nhảy số luôn à. Mới luôn. Có mũi, còn mới luôn. Đó. Dây điện đồ, tay nắm đồ đầy đủ luôn. Có bơm mở bơm nhớt gì ở đây nữa. Đồ nghề luôn, kệ đó anh đừng có lấy ra mất công. Dây điện rin. Đẹp luôn. Có công suất 760W luôn. Nói chung hình thức của nó là đẹp anh em nha. Rồi ok. Bỏ rồi vô lại đi em để. Để ra ngoài nó bỏ ra anh buồn, dễ sợ buồn. 511 600k. Từ từ nha. Cái con này là 511 600k anh em nhé. Năm 12 300k cho cái thùng này luôn. Cưa kiếm 1010W. Đó em bày thông số cho anh em nha. Dây điện rin. Hàng Hitachi. Cò kiếp nè. Còn hình thức của nó đầy đủ, có điều tóc nè. Đầu kẹp mũi đầy đủ ha. Nói chung là em quay như thế này, quay sao là gửi về vậy luôn em ha. Rồi, đi. Rồi cái thùng nó bị lỏng chỏng một vài tay rồi anh nha. 512 300k. Rồi, 513. 200k. Hitachi, súng bắn đinh. Dây điện rin. Đẹp luôn. Máy đẹp luôn. Không thiếu gì hết. 430W. Nó bị cứng. Nó bị cứng anh em nha. Em nhấn xuống cho nó bắn mà nó xuống không được. Không, mình phải nhấn cái này nó. Chứ. Bấm được. Rồi, đầy đủ, nút bắn đồ đầy đủ hết anh em ha. Trong hình thức nó là như vậy hàng Hitachi. Rồi, đây đó. Mã 513 200k cho một thùng này luôn.
Rồi mini luôn. 514 220k. Cái thùng nhìn cân của máy cũng cân luôn. Hàng Makita dây điện rin. Phích cắm đầy đủ. A 405W, 405W anh em ha. Đầu nó nè, nói như vậy thôi. Rồi ok, bỏ vô thùng nha. Makita có đầu luôn. Cái có cái cục gì đó em biết không, kêu đầu ạ. Năm 514 220k. Ủa này bên hả? 515 có gì chơi xô buồn luôn em. Nati một máy một sạc không có bên. Nati một máy một sạc không có bên anh em nha. Giờ mình tận dụng thùng cũng được. Rồi 515 200k bao ship. Em không có quy nhà em đụng gì em bán đó. 516 220k. Hàng Makita, dây điện đẹp luôn, màu sơn rinh luôn. 5.2A. 500W. Đầu nó này nhìn hình rất là đẹp mới luôn á. Còn rinh luôn á. Bấm đi. Rồi con này nhìn đẹp anh em nha. Mày thùng thiết đồ cũng hơi bị mất tí thôi, về mình gò lại. 516 220k. Năm 17 150k luôn. Binh luôn. AK. Rồi, mình thích nó là như vậy luôn. Một binh một sạc luôn. Ra vô bình thường. Đầu ra vô bình thường luôn. Năm 17 150k. Năm 18 200k. Ôi sao lạc binh vô đây. Một máy một binh một sạc 12V. Cục này con này 12V anh em nhá. Em bày sát anh em. Một máy một binh một sạc luôn. Nghe được rồi. Đầu cổ em luôn. Nói chung là hàng em bán mù là bao trọn mù luôn anh em nha, bao bao điếc luôn á. 518 200k. Năm 19 200k, nói chung là hàng hôm nay em đấy, ủa? Trăm luôn. Có gì bán anh em. Rồi, đồ nghề này họ khôn khiếp rồi thôi anh em nha. Cái thùng này nó chỉ có này em tưởng. Đấy, bao chọn nhiêu đó thôi. 519 200k bao ship. Giờ gò thùng lại anh em nha. Tai tiết rồi đầy đủ nè. Bán thùng tặng đồ ở trong. 520. 550. Đục màu vàng. Tay cầm bị mất một bên. Dây điện đầy đủ. Tay cầm ngay đây cũng có luôn. Mũi không có mũi anh em nha. Dây điện rinh. Cò kiếp đồ ok. Màu vàng của đó. Để em quay sát vô luôn em đó. Em quay sát anh em mình xem luôn ha. Công suất con xíu thì em cũng không thấy luôn. Đầu cổ nó nè. Rồi nắp thang đầy đủ, chỉ mất nghe bể nghe tay cầm này nè em. Anh em hả, em quay làm sao là em gửi về vậy. Mã 520 550 cho em nó luôn.
quay quá giờ ăn cơm luôn. Năm 21 350, nay em quay trễ mà em quay nhiều á. Rồi xuống bắn đinh. Em quay cái này. Đinh của nó nè. Đây em quay cái tem mạc. Cái này là không đọc được rồi ạ. Hơi. Hôm nay em quay xô bồn, điện có, hơi có, binh có, cái gì cũng có. Đại hàng nay em xả anh hành động gì em quay đó. Rồi thùng này anh em mình xem á, làm được cái gì mình chốt ha. 521 350. Ừ. 522 200k. Dây điện có lưỡi xi cu luôn hả? À, có lưỡi xi cu luôn nè. Ta kệ nó đi, mình bay vậy là được rồi. 300W. Mắt thì còn mà chữ thì cái chút ép à. Con máy cắt này nói chung là nhìn nó đẹp mới nha. Hình như là chưa xài á. Nút cò đầy đủ nè. Có cái dây gì ở đây nữa nè. Anh quay máy trước hả? Trong này vẫn có lưỡi, mở ra thử được không anh? Mở thấy lưỡi không? À, này đây. Nhấn này vô có lưỡi nè, lưỡi đẹp. Lưỡi mới luôn anh em nha. Rồi, quay vậy nè. Đây nó có cái dây gì đây nữa nè. Dây thẳng nối từ đây. Nó có dây cổ đầy đủ luôn, nói chung là con này nó có đầy đủ luôn anh em hả? Rồi, lắp lại đi. 522 200k. Năm 23 thùng Hitachi. Rồi. Súng đinh cuộn, đồ hơi. Đầu nó. Rồi. Em bó tay chấm cơm rồi. Anh em mình xem ha. Đó. Hình thức nó cò kiết rồi nè. Cò bấm ok luôn. Đinh cuộn em cũng không biết đinh này đinh bao nhiêu luôn. Có đinh ở trong luôn. Có đinh ở trong nhưng mà bây giờ mở cái này ra mới. Anh em về mở và khám phá nha. Rồi cái này nhà em không những máy mù mà người cũng mù luôn, không thấy gì luôn, không biết gì luôn. Mở 523 150 cho cái thùng đó. Lần sau ai dán giá, dán tem có tâm chút nha. 50 5 24 24 24 thùng Hitachi. Cái này số nhiêu vậy mấy đứa? 850. Trời ơi, đứa nào ghi á? Đứa lớn nhất hả? Ghi cả đó. 850. 850. 850k cho em đục này, dây điện. Cái đó cái gì vậy? Tay cầm á hả? Cái tay gì mà bá đạo vậy? Dây điện rinh. Ok. Em quay cái tem mặt á. 1330W. Nắp thang đầy đủ. Đầu đuôi rồi nó mất cái trắng mất. Cái trắng anh cái không. Trắng mũi á. Nói chung là em quay cái này anh em mình nhìn biết mất cái gì hay còn cái gì luôn nha. Mất gì? Cái này bỏ mũi vô được nè. À nó xoay. Cái này là bỏ mũi nè. Rồi. Dây điện đầy đủ, tay cầm của nó nè, êm luôn, con này không sợ bị rung tay luôn á. Rồi nói chung là hàng mù em quay nhanh chút ha, giờ cũng trễ rồi. Đây là. Mã 524 850k. 524 850k anh em ha. Năm 25 250k.
thùng bị cái thùng này bị bể, bị bể này nha. Con này là con cuối cùng rồi. Có đồng hồ, có núm vặn, đồng hồ. Mấy này gì anh em mình xem kỹ rồi mình coi tận dụng được không ạ? Gì? Em không biết cái này gì, mất tay cầm nè. Tay cầm bị sứt cũng coi như mất đi. Này em quay cái này nè. Quay này anh em mình biết thử là mình làm được cái gì không nha. Chứ cái này em nhìn không biết nó là cái gì. Thùng thì bị mớp, bị bể. Nói chung là thùng không còn nguyên đâu. Mớp, bể. Rồi mã này mã cuối cùng 52 250k luôn. Rồi hôm nay em quay bao nhiêu đó thôi, để ngưng lại cho mấy anh còn ăn cơm. Hàng em quay bao nhiêu đây đó hả? Anh em mình xem thử là mình có tận dụng được cái gì, hoặc là hợp với lại công việc của mình thì chốt ha. Mình coi mã số và giá tiền ở trên bao. Máy này là điện 110, bao ship bao điếc. Em không bao cái gì hết, cho nên mình coi kỹ giúp em để về nhà rồi mình không có bảo là tại sao máy không chạy này nọ các kiểu thì em thua. Tại vì em đâu có test đâu, hàng em bán mù ha anh em ha. Đó. Rồi video chưa hôm nay, em quay một cái à. Chiều em không có quay đâu nha, chiều em nghỉ tại em có công việc á. Rồi cửa hàng Vi Cá kính chào anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ cửa hàng chúng em ạ. Xin chào ạ.